Đây là Coin68 và bạn đang nghe DeFi Discussion. Ok, hello, xin chào anh em. Mình là Nguyên, đến từ cộng đồng FOMO Sapiens. Thì trong những cái số DeFi Discussion lần trước á, thì anh em hay biết đến mình với vai trò sẽ là người sharing góc nhìn về thị trường DeFi trong cái podcast này. Nhưng mà trong cái số lần này thì mình sẽ đóng vai trò là host và tạm thay thế vai trò của Phong. Chắc là chúng ta sẽ biết đến một vị khách mời rất là đặc biệt trong cái số podcast hôm nay. Thì anh em cũng biết đến vị khách mời này với cái biệt danh là thị trưởng. Thì chắc là mình sẽ để thị trưởng Julian nói đôi lời giới thiệu về mình ha. Ok, xin mời anh Julian. Ok, rất vui khi hôm nay được tham gia cái podcast của cộng đồng FOMO Sapien. Thì có gọi là thị trưởng to tát thôi, bởi vì mình có một cái website, blog là thị trấn Crypto.com. Và bởi vì mình là người duy nhất viết bài ở trên cái website đấy, nên là mình có thể tự coi là thị trưởng. Các cái nội dung của cái bài viết trên website của mình thì nó có thể nó sẽ hơi chuyên sâu hơn một chút. Tuy nhiên rằng là nó sẽ không chuyên sâu đến mức để mà người bình thường đọc không hiểu gì cả. Mà có thể bạn không cần phải là một developer blockchain, smart contract, mà bạn chỉ là một người sử dụng bình thường với những cái kiến thức toán học và kiến thức tài chính rất là bình thường thôi. Và bạn vẫn có thể hiểu được cái cách hoạt động của các cái protocol DeFi hiện tại. Thì rất vui được tham gia cái buổi podcast ngày hôm nay. Ok, thì nếu như anh em nào quan tâm đến website thị trấn Crypto của anh Julian thì chắc là mình sẽ để link ở phía dưới phần description của cái podcast này ha. Ok, thì chắc là chúng ta sẽ nói về một cái topic khá hot dạo gần đây, song song với lại cái vấn đề gaming mà nhiều anh em trong cộng đồng đang quan tâm. Như anh em cũng biết là trong khoảng thời gian tới, đặc biệt là đầu tháng 8 thì trên mạng lưới Ethereum sẽ có một cái bản update, tức là bản nâng cấp London, và đặc biệt là sẽ có một cái nâng cấp một cái đề xuất rất là đặc biệt, đó là EIP-1559. Nhiều anh em trong cộng đồng thì cũng khá là quan tâm đến cái đề xuất này, và nhiều anh em muốn biết là cái đề xuất này thực sự sẽ tác động như thế nào lên giá của Ethereum. Chắc là phải nhờ anh Julian sharing một xíu về quan điểm của anh về cái nâng cấp EIP-1559 này ha. Ok, mời anh Julian. Về cái đề xuất là 1559 này thì có thể là có rất là nhiều người khi mà lần đầu mà nghe thấy những cái bản cải tiến của Ethereum như là đề xuất này, đề xuất nọ thì sẽ ngay lập tức nghĩ đến việc là những cái bản cải tiến này nó sẽ làm cho Ethereum nhanh hơn, rẻ hơn, ABC các thứ, và đồng nghĩa là nó làm cho Ethereum tốt hơn, đại khái là thế. Tuy nhiên thì trên thực tế thì cái EIP-1559 này nó không thực sự tác động nhiều đến cái tốc độ xử lý của Ethereum hay là phí, tức là làm cho nó rẻ hơn, mà thực ra là nó chỉ thay đổi cái cơ cấu, thay đổi cái cách tính phí khi mà bạn trả phí cho một cái giao dịch ở trên Ethereum mà thôi. Ok, chắc là nhiều anh em cũng thắc mắc là cụ thể cái đề xuất này nó như thế nào, và tại vì mình cũng đã đọc sơ qua về những cái thông tin liên quan đến EIP-1559, nhưng mà nó thú thật là nó sẽ khá technical với lại nhiều người dùng phổ thông. Thì anh Julian có thể giải thích cho các bạn nghe podcast này, gọi là nó nôm na sẽ là một cái cách giải thích mà nó đơn giản nhất cho một người dùng bình thường được không? Về cái đề xuất này. Như là các bạn, nói chung là như là mọi người đã biết là trước đây Ethereum thì mỗi một cái block của nó sẽ có cái kích thước là 12,5 triệu away. Người ta gọi là 12,5 triệu khí. Và khi mà bạn thực hiện một cái giao dịch tương tác với một cái smart contract gửi nhận token thì bạn sẽ phải trả một cái lượng phí gas. Và khi mà có nhiều người mà trả cái lượng gas đấy mà nó fill vào đầy cái khối đấy thì những cái người nào mà trả một cái lượng phí thấp hơn thì họ sẽ phải đợi sang cái block sau. Thì nói chung là mình đoán rằng là khả năng nhiều những cái bạn mà khi mà đang nghe cái buổi podcast này thì bạn đều có những cái trải nghiệm. Ví dụ như là khi bạn được airdrop token Uniswap, và mình nhớ ở lúc đấy là mình được airdrop 400 Uni Và ngay cái buổi sáng hôm đấy khi mà tỉnh dậy ấy, muốn đem cái chỗ Uniswap này lên để bán thì thực sự là không thể nào bán nổi ở trên Uniswap, bởi vì là phí gas quá cao. Mình vừa mới bật lên và thấy cái phí gas là 74, và khi ngay lập tức mình set một cái lệnh với phí gas là 80, thì khi mà mình vừa mới ấn confirm để mà gửi cái transaction của mình lên bằng Metamask ấy, thì mình refresh phát nó đã lên 100. Và thế là cái đống Uniswap của mình nó vĩnh viễn là nó bị kẹt ở cái đấy. Và nói chung là sau cái buổi sáng đấy thì nó không bán được. Tuy nhiên cái đấy là một cái may, bởi vì sau mình bán ở giá cao hơn. Hoặc là đối với những bạn nào mà đã từng tham gia vào mua IDO trên Polka Starter chẳng hạn, thì mọi người sẽ thấy một cái bức ảnh huyền thoại, đó là một người trả 300 đô phí để mua một lượng pre-sale nó cũng chỉ với mức giá là 300 đô, kiểu như vậy. Thì những cái câu chuyện như thế nó xảy ra rất là thường xuyên khi mà có một cái sự kiện hot gì đấy ở trên Ethereum. Thì tại sao mà nó xảy ra cái chuyện đấy? Là bởi vì là cái cơ chế tính phí hiện tại của Ethereum nó dựa trên cái việc là ai mà trả nhiều phí hơn, nói chung là sẽ được xử lý cái giao dịch ấy trước. Nó giống như kiểu là bây giờ một cái đoàn tàu, nó chỉ một cái chuyến xe buýt ấy, nó chỉ có giới hạn là 20 chỗ ngồi chẳng hạn, và 20 thằng đầu tiên, 20 thằng nào bất kể là mày đến sớm hay đến muộn nhưng mà mày chỉ trả tiền nhiều hơn thì mày sẽ được lên, và những người nào cho dù đến sớm nhưng nếu như trả tiền thấp thì vẫn sẽ phải đợi cho đến khi nào mà không có ai trả cao hơn mình thì mới được lên cái chuyến bus đấy. Tức là cái cơ chế hiện tại nó không fair cho hầu hết những người dùng gọi là phổ thông, thì họ không willing trả một cái mức phí gas nó biến động như vậy, đúng không? Chính xác. Thứ nhất là nó không fair, thứ hai là nó rất là khó để mà dự đoán được. Nó giống như kiểu khi mà có một cái sự kiện nó hot xảy ra, hoặc là khi mà thị trường nó biến động quá mạnh chẳng hạn, thì nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều thứ. Chứ ví dụ như là bạn đang farm phục này chẳng hạn và muốn tháo LP ra chẳng hạn này, thì lúc đấy tự nhiên cái phí gas nó sẽ tăng một cách rất là đột biến lên, và gần như là bạn không thể nào mà bạn estimate được chính xác cái mức gas nào mà bạn cần phải trả để mà bạn được lên tàu, kiểu như vậy. Và vì nó không chính xác như vậy, thế là mọi người cứ đua nhau trả, ví dụ như là đánh áp bạn chỉ cần được trả 80 là bạn có thể được lên rồi, nhưng mà vì bạn nghĩ là đông như này, thế là bạn cứ tăng lên 100, và nhiều người như thế thì nó sẽ là đẩy cái mức gas lên một cái mức rất là cao hơn nhiều so với thực tế. Nếu như tất cả mọi người cùng ngồi xuống và thảo luận với nhau là nên trả một cái mức nào hợp lý, thì cái đề xuất EIP này nó thay đổi cái cơ chế tính phí của Ethereum. Nghĩa là thay vì trước đây là mọi người sẽ bid, tức là nó giống như khi mọi người trả phí gas là mọi người bid đấu giá để là tao được cái suất để mà được thực hiện giao dịch trước, thì bây giờ mỗi một cái khối nó sẽ có một cái mức cơ bản. Là ví dụ trước đây là một khối của Ethereum nó có size là 12,5 triệu khí, thì bây giờ sau cái cải tiến EIP này nó sẽ tăng lên thành nó tăng lên x2, nghĩa là 25 triệu khí. Thì ở cái mức 50%, nếu như mà tại cái khối hiện tại đấy ấy, mà số cái lượng người sử dụng mà dưới, tức là không fin đủ cái 50% đấy, nó dưới mức 50%, thì nghĩa là cái hoạt động ở trên mạng Ethereum bây giờ nó đang rất là nghèo nàn, nó ít. Thì ở cái khối tiếp theo ấy, cái base fee nó sẽ được giảm xuống. Còn nếu như mà nó tăng cao hơn, vượt hơn mức 50%, hoặc là thậm chí là nó full đi thành là 100% bây giờ, thì cái khối tiếp theo thì cái base fee nó sẽ được tăng lên thành, nó sẽ tăng lên 12,5% hay là một cái mức nào đấy, thì tầm 12,5%. Và nếu mà cái khối tiếp theo đấy ấy, mà nó vẫn diễn ra tình trạng là cái phí, tức là mọi người vẫn có nhiều giao dịch diễn ra mà nó tiếp tục nó full tiếp, nó thể hiện là cái mạng Ethereum bây giờ đang hoạt động rất là sôi nổi, thì cái phí lại tiếp tục nó tăng thêm ở cái cấp tiếp theo nữa. Người ta có làm một cái tính toán, đó là nếu như mà khoảng sau 5 phút liên tục mà được full 100 khối đấy ấy, thì phí gas nó sẽ tăng x10. Và sau 10 phút là nó sẽ 10 phút mà giao dịch liên tục như thế thì phí gas nó sẽ tăng thêm 100 lần. Thì về cơ bản là cái cơ chế tính phí này nó hoàn toàn là nó không có cái tác dụng là nó giảm phí giao dịch cho Ethereum, mà nó chỉ có một cái tác dụng duy nhất, đó chính là nó làm cho mọi người dễ dự đoán hơn cái mức tăng của Ethereum. Tức là thay vì mức phí phải trả khi mà thực hiện một cái giao dịch trên Ethereum, giống như ở trước đây ấy, thì nó tăng rất là đột biến, đúng không? Nó có thể nó tăng đột biến trong vòng 15-20 phút, sau đó thì cái sự kiện nó kết thúc và gas nó lại trở về bình thường. Thì bây giờ cái mức tăng này nó sẽ, nếu như nó sẽ tăng dần dần, và khi mà nó giảm ấy thì nó cũng sẽ giảm dần dần, chứ nó không một phát là nó down hẳn luôn. Thì đấy là về cái cơ chế tính phí của cái bản đề xuất này. Ok, thật ra là cá nhân em cũng có một cái thắc mắc, đó là ví dụ như base fee mà nó liên tục có nhiều block mà nó fill trên 50% như vậy á, thì tất nhiên là base fee nó, cái mức phí gọi là mức phí cứng đi, thì nó cứ liên tục nó tăng như vậy thì nó sẽ có ảnh hưởng như thế nào không? Hay là họ sẽ có một cái cơ chế nào đó để gọi là dung hòa cái base fee này để kiểm soát nó và không cho nó tăng liên tục sau nhiều block. Yep, thì nó sẽ xảy ra một cái câu chuyện rằng là sẽ có một cái trường hợp là các cái miner họ thông đồng với nhau để mà họ liên tục họ fin, bởi vì về bản chất là cái phí giao dịch ấy trước đây là được trả cho miner mà của người dùng trả cho miner, thì rất có khả năng là nó sẽ xảy ra một cái trường hợp là các cái miner này họ thông đồng với nhau để mà họ liên tục mà làm đầy các cái khối này, và họ cứ làm tăng cái phí giao dịch, tăng phí giao dịch lên để mà người dùng sẽ phải trả nhiều phí giao dịch khi mà thực hiện giao dịch. Để mà khắc phục cái sự gian lận này thì cái bản đề xuất này nó đã đề xuất ra một cái việc, đó là cái base fee này sẽ hoàn toàn được đốt đi, nghĩa là cái base fee này sẽ không được trả cho miner nữa mà nó sẽ được đốt đi. Thì như vậy là các cái miner này họ không còn một cái động lực nào để mà họ thực hiện cái việc gian lận là đẩy cái mức base fee lên cao, bởi vì khi mà họ đẩy cái mức base fee lên cao thì họ cũng sẽ phải thực hiện những cái giao dịch rất là vô nghĩa, và bản thân họ là cũng sẽ bị mất phí cho cái giao dịch đấy. Đó. Ok, thì tức là cái cục base fee này nó sẽ được burn đi và gọi là hủy và loại bỏ khỏi cái lưu thông của Ethereum. Tức là về mặt cung cầu đi thì nó sẽ giúp giảm cung cho Ethereum rất nhiều. Không biết là cái vấn đề này thì nó có ảnh hưởng gì đến cái mức giảm phát của Ethereum trong thời gian gọi là ngay sau EIP-1559 hoặc là trong thời gian gọi là trung và dài hạn không ạ? Thì về cái việc là khi mà nó xuất hiện ra thêm một cái cơ chế để mà loại bỏ một phần ETH đang lưu thông ở trên thị trường đi, thì nó đang xuất hiện ra nó trên cộng đồng thì nó xuất hiện ra hai cái luồng tư tưởng cũng hơi trái ngược nhau. Cái luồng tư tưởng thứ nhất mình thấy là nó hơi cảm tính một chút, nghĩa là họ thấy rằng là trước đây thì Ethereum này nói chung là chỉ có lạm phát thôi, nó không có giảm đi, nhưng bây giờ lại có một phần ETH nó được burn đi chẳng hạn này, thì rõ ràng như thế là tốt đúng không? Nó sẽ giống như câu chuyện là lúc này ETH thì nó thực sự nó được so sánh giống như là xăng, bởi vì là khi mà trước đây ETH ấy, khi mà bạn sử dụng ETH thì về bản chất là cái số lượng ETH nó không mất đi. Khi bạn deploy một cái smart contract hay là bạn gửi đi thì thực ra là cái số ETH đấy nó sẽ được chuyển cho những cái thợ đào, và về cơ bản là các cái thợ đào đấy họ cũng sẽ lại bán cái ETH ra thị trường. Tức là ETH nó cứ quanh quẩn trong cái, nó cứ quanh quẩn và cái lượng cung của nó sẽ là tăng vô hạn. Okay. Về cơ bản là ETH không có một cái max supply. Tuy nhiên khi mà áp dụng cái cơ chế burn này rồi ấy, thì mọi người có thể suy nghĩ ETH về nó rất là giống với một cái loại nguyên liệu như là xăng cả. Nói chung là về cơ bản là bạn không biết rằng là cái sản lượng xăng hay là sản lượng khí đốt này là bao nhiêu đúng không? Tuy nhiên nhưng bạn thấy rằng là có một cái nhu cầu gì đấy nó khiến cho cái việc sử dụng xăng tăng đột biến chẳng hạn, thì mọi người sẽ nghĩ là giá xăng nó sẽ tăng. Thì cái việc mà liệu nó có xảy ra một cái nhu cầu để mà mọi người sử dụng xăng tăng đột biến hay không ấy, thì nó là một cái mà không thể nào đoán trước được. Nếu như DeFi sau này phát triển và mọi người tích cực quay lại sử dụng, thì đấy cũng sẽ là một cái động lực tăng giá cho Ethereum khi mà càng ngày có nhiều người sử dụng ETH, gửi nhận tương tác với các smart contract và burn nhiều đi ETH. Tuy nhiên thì một cái ý kiến trái chiều đó là từ các nhà gọi là kinh tế học, thì họ cho rằng cái điều này nó không thực sự là tốt, bởi vì là nó làm cho cái hệ thống kinh tế của ETH nó sẽ rất là khó đoán hơn, bởi vì là đấy, giống như là cái việc mà ETH này nó là trong năm nay nó là lạm phát hay nó sẽ là giảm phát đấy, không ai có thể đoán trước được. Nó hoàn toàn phụ thuộc vào việc là liệu cái số lượng ETH mà được burn đi ấy nó có nhiều hơn hay là nó ít hơn so với cái lượng ETH mà được phát thải ra thị trường. Nếu như mà cái số lượng burn nhiều hơn thì là nó là giảm phát, còn nếu như mà số lượng burn ít hơn thì nó vẫn là ETH, thì nó vẫn là một cái tài sản lạm phát thôi. Tuy nhiên là nó cái là mọi người không thể nào đoán được cái chuyện đấy. Nó giống như trước đây thì là nó là một cách cố định, thì các nhà kinh tế thì rất là dễ đoán được, nhưng bây giờ nó là một cái kiểu rất là unpredictable, kiểu như vậy. Thì đây là hai luồng ý kiến. Ok, thì chắc cho một vài anh em nào chưa hiểu rõ thì cái ý của Julian là như thế này, tức là mỗi một block Ethereum nó sẽ sinh ra một lượng ETH. Thì nếu như mà ngày xưa mà không có cái hoạt động burn này á, thì mỗi một block nó sẽ ra một cái lượng ETH cố định như vậy, và nó cứ duy trì. Thì người ta có thể predict được, người ta có thể dự đoán được là ok, sau 1 năm, sau 2 năm thì tổng cung lưu thông của ETH nó sẽ là như thế này. Người ta có thể ước lượng được, nhưng mà sau cái sự kiện mà EIP này á, thì nó sẽ vừa burn và nó sẽ vừa thả ETH ra cùng một lúc, thì sẽ rất là khó, đúng không? Theo anh Julian là rất là khó để có thể predict được là nó là một cái cơ chế tốt hay là một cơ chế giúp giảm phát, hay là nó làm chậm thêm lạm phát của Ethereum. Rồi, ok, thì cái đó là chúng ta đã nói sơ qua một phần của cái đề xuất này, tức là base fee. Theo mình có tìm hiểu thì cái đề xuất này nó sẽ đính kèm thêm một cái phần nữa, đó là phần tip. Hiểu nôm na thì nó sẽ là một cái đề xuất giúp cho thợ đào có cái động lực họ thực hiện cái giao dịch. Tức là cái cấu trúc nó sẽ vừa có base fee và nó sẽ vừa có thêm khoản phí tip. Có một câu hỏi mà khá là thắc mắc, đó là nếu mà mọi người tiếp tục tip cho miner nhiều để có thể được thực hiện giao dịch nhanh á, thì về cơ bản cái cục base fee nó vẫn có thể được dự đoán. Nhưng mà cái phần tip này mà mọi người cứ gọi là khuyến khích miner mà nó nhiều lên, thì nó có quay về cái vòng lặp cũ, quay về cái vấn đề hiện tại mà Ethereum đang gặp phải hay không? Tức là mọi người cứ cố gắng để gọi là khuyến khích miner để để ưu tiên cho cái giao dịch của mình. Thì thực ra đây là một cái thắc mắc nó tương đối là... Thực ra thì bản thân mình cũng rất là thắc mắc khi mà nghiên cứu các cái tài liệu về cái EIP-1559 này, bởi vì nó không có thực sự đề xuất đưa ra một cái cơ chế rõ ràng về cái tip fee này. Nó vẫn còn rất là nhiều các tranh cãi về cái việc là cái tip fee này nó sẽ được tính toán như nào. Ví dụ như cơ bản thôi, ví dụ trước đây khi mà nó chỉ có một fee, đúng không? Thì trên các cái Ether, khi mà bạn gọi là xem các cái giao dịch đấy ở trên Etherscan đấy ấy, thì bạn sẽ nhìn thấy một cái cục, có một cái dòng ở dòng fee. Thì bây giờ nếu như mà bổ sung cái base fee này vào thì liệu cái tip fee này ấy, nó có hiển thị ở trên đấy không, hay nó sẽ gộp vào đấy hay như nào, và liệu nó có một cái gì để mà thể hiện ra là tôi trả base fee là bao nhiêu và tôi tip là bao nhiêu không, hay là cái tip fee này nó có được gộp vào cái giao dịch đấy không, hay là nó sẽ được trả sau khi cái giao dịch đấy được thực hiện. Thì nói chung nó vẫn là một cái tương đối là mập mờ ở trên các cái tài liệu sẵn có về cái đề xuất cải tiến này. Thì có lẽ là chúng ta sẽ cần phải đợi đến lúc mà cái bản cải tiến này nó thực sự nó được áp dụng vào tháng 8. Khi đấy thì nó sẽ có những cái thay đổi đáng kể về cái mặt giao diện tương tác với người dùng ở trên Metamask. Thì chúng ta sẽ hiểu thêm về cái cơ chế tip fee này, liệu nó có bị lặp lại cái câu chuyện gọi là trả tiền cao hơn, nói chung là tôi trả tiền nhiều hơn để tôi được lên xe bus trước anh như là chúng ta đã nói ở trước hay không. Thì có lẽ chúng ta sẽ phải đợi đến khi mà cái cải tiến này nó được đồng thuận và nó được deploy. Ok, chắc là sau cái số podcast này thì nhiều anh em cũng đã có những cái thông tin về cái đề xuất EIP-1559 này. Anh em cũng có thể nhận được thêm nhiều thông tin cũng như là ý kiến, góc nhìn từ Julian, thị trường crypto. Thì ok, chắc là chúng ta sẽ kết thúc cái tập này ở đây ha. Thì rất cảm ơn anh Julian đã dành thời gian tham gia với DeFi Discussion. Thì chắc là anh Julian sẽ nói vài lời với lại khán giả của podcast. Ok, vậy thì xin chào mọi người thôi. Hẹn gặp lại ở những cái podcast sau, nếu như mà có một cái chủ đề gì đấy và nó thuộc cái field của mình. Ok, cảm ơn Julian rất nhiều. Hãy đón xem phần tiếp theo của DeFi Discussion trên Coin68 nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.